Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiêu điểm nóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, hiện nay có một vấn đề rất đáng báo động là ý thức giữ gìn, bảo quản tài sản công cộng của một bộ phận người dân còn chưa cao. Nhiều nơi xảy ra tình trạng người dân ngang nhiên lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, phá hoại cây xanh và nghiêm trọng hơn là đánh cắp phụ tùng các công trình công cộng để sử dụng cho mục đích tư lợi cá nhân. Giá trị và số lượng tài sản bị mất ngày càng tăng cao sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến lợi ích của cả một cộng đồng. Đây cũng là vấn đề chúng tôi sẽ đề cập đến trong chuyên mục Tiêu điểm nóng ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Những năm gần đây, mô hình xe đạp lọc nước đã được lắp đặt thử nghiệm ở hai tỉnh thành lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Mô hình được đánh giá là rất hữu ích bởi vì không chỉ tạo điều kiện cho người dân tập thể dục mà còn góp phần vào việc cải thiện ô nhiễm môi trường. Thế nhưng, điều đáng lo ngại là những chiếc xe đạp này sau khi được triển khai lắp đặt đã xuất hiện tình trạng mất cấp phụ tùng, khiến nhiều chiếc xe không thể hoạt động. Đây không phải là vụ việc duy nhất, bởi trên thực tế đã có những công trình công cộng khác bị hư hỏng mất cấp do các đối tượng xấu gây ra. Cụ thể, vào tháng 5 năm 2017 tại Quảng Bình đã có một đối tượng thực hiện hành vi trộm hàng loạt phụ kiện đường dây tàu hỏa đem bán để lấy tiền tiêu xài. Hay sự việc trộm nắp cống ngăn triều đã gây ngập úng nhiều nơi từng xảy ra ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, hàng loạt vụ cắt trộm dây cáp điện, phá hoại công trình chiếu sáng công cộng liên tục bị phát hiện trong thời gian qua. Những hành vi phá hoại như trên đang cho thấy ý thức của một bộ phận người trong xã hội còn rất kém, cần phải được lên án. Tôi cho rằng là cái ý thức bảo vệ thiên nhiên của mình đó cũng còn rất là hạn chế, còn rất là kém. Do việc giáo dục, cái giáo dục đó nó vô tình tạo cho sự đố kỵ, tạo cho sự ích kỷ, chỉ biết cái lợi ích của mình thôi, không bao giờ suy nghĩ đến cái lợi ích của người khác. Nên theo tôi, khi mà mình giáo dục được ý thức bảo vệ của công, tức là mình nâng cao được cái dân trí, mình nâng cao lên cái sự văn minh, phải sống vì người khác chứ không phải sống vì bản thân mình không. Tình trạng ăn cắp vặt những tài sản nhỏ như bu lông, ốc vít, dây điện hoặc hành vi phá hoại cột điện, đèn chiếu sáng, cây cảnh. Mặc dù thiệt hại tài sản là không lớn nhưng lại gây hậu quả nghiêm trọng. Các công trình hư hỏng phải mất hàng trăm triệu đồng để sửa chữa. Đường dây cáp, cống van ngăn triều bị đánh cắp phải thay mới hoàn toàn. Nghiêm trọng hơn là những thiệt hại về người trong các vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc do trật đường dây, tai nạn gây chết người do té ngã, lọt cống do mất đất đậy, rào chắn. Trong khi những người thực hiện hành vi phá hoại lại thờ ơ vô cảm trước những hậu quả mà mình có thể tạo ra. Ngoài ra, vật liệu của một số công trình đang thi công bị người dân lấy trộm, không thể bổ sung vì thiếu kinh phí. Một đơn vị thi công công trình sử dụng thiếu vật tư, không đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Đây cũng là một trong những lý do làm cho các công trình công cộng ở nước ta có tuổi thọ kém, nhanh chóng xuống cấp, hư hỏng. Do cái người phá hoại đó, họ lấy nắp cống, có thể là họ bán rất là rẻ. Họ cắt một cái đoạn dây điện nào đó, đoạn dây đồng nào đó họ có thể bán rất là rẻ, nhưng cái tai hại để lại rất là nguy hiểm. Chứ nó vì cái lợi ích trước mắt của họ, họ có thể là họ sẵn sàng đánh cắp những cái đó. Cái nguyên nhân thứ hai là do cái tâm lý bất ổn, chẳng hạn họ đã bức xúc một vấn đề nào đó, họ có thể đập phá cái điều đó để họ thỏa được cái cơn bức xúc, nóng giận, tức giận ở trong con người của họ. Thứ ba thì theo tôi, một cái nguyên nhân nữa là vấn đề giáo dục. Rõ ràng từ nhỏ đến lớn, chúng ta ít khi nào được giáo dục bảo vệ của công. Chúng ta chỉ giáo dục bảo vệ cái của cải trong gia đình của mình thôi. Cái nguyên nhân thứ tư, đó chính là cái việc phát hiện, răn đe để phạt chưa nghiêm. Theo quy định của pháp luật, hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản công cộng tùy vào mức độ có thể bị xử phạt hành chính. Ngoài ra, nếu cố ý làm hư hỏng gây thiệt hại nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, trên thực tế giá trị tài sản bị mất cấp hư hỏng thường không lớn nên chỉ có thể xử lý hành chính. Mặt khác, việc quản lý còn gặp nhiều khó khăn vì các công trình công cộng nằm rải rác nhiều nơi, đối tượng trộm cắp phá hoại hoạt động bất kể ngày đêm. Trong khi đó, ý thức bảo vệ tài sản công cộng của người dân còn chưa cao, tạo điều kiện cho các đối tượng xấu nhẫn nhơ, xem thường pháp luật, ra tay phá hoại. Hành vi trộm cắp và phá hoại tài sản công cộng là chuyện nhỏ, nhưng xem ra vấn đề lại rất lớn. Vì vậy, trước thực trạng đáng báo động trên, các cơ quan có thẩm quyền cần có biện pháp quản lý chặt chẽ tài sản công cộng,
Đồng thời, mỗi người dân cần có trách nhiệm trong việc xây dựng một môi trường sống lành mạnh, nâng cao ý thức bảo vệ tài sản chung, cũng là bảo vệ chính mình và người thân. Quý vị thân mến, việc bảo vệ tài sản công cộng không chỉ thuộc về trách nhiệm của nhà nước và pháp luật, mà còn là ý thức trách nhiệm của mỗi người trong chúng ta. Bởi tài sản công cộng không chỉ liên quan trực tiếp đến an toàn giao thông, trật tự xã hội, mà còn là bộ mặt, cảnh quan đô thị, nhất là ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của chính mình và người xung quanh. Đến đây thì chuyên mục Tiêu điểm nóng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục kỳ sau.